Xếp hạng quân sự giữa Việt Nam và Campuchia. Xếp hạng quân sự trên thế giới. Campuchia xếp hạng 94 trên 138 nước. Việt Nam xếp hạng 23 trên 138 nước. Về sức mạnh không quân. Máy bay chiến đấu. Campuchia có 0 chiếc. Việt Nam là 75 chiếc. Máy bay vận tải. Máy bay vận tải của Campuchia là 4 chiếc. Máy bay vận tải của Việt Nam là 39 chiếc. Máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng của Campuchia là 17 chiếc. Máy bay trực thăng của Việt Nam là 99 chiếc. Trực thăng tấn công. Trực thăng tấn công của Campuchia là 0 chiếc. Trực thăng tấn công của Việt Nam là 25 chiếc. Về sức mạnh bộ binh. Xe tăng chiến đấu. Xe tăng chiến đấu của Campuchia là 635 xe. Xe tăng chiến đấu của Việt Nam là 2.155 xe. Xe bọc thép. Campuchia có 1.000 xe. Việt Nam có 5.500 xe. Pháo binh tự hành. Campuchia là không khẩu pháo. Pháo binh tự hành của Việt Nam là 100 khẩu pháo. Pháo binh dã chiến. Campuchia có 713 khẩu pháo. Việt Nam có 1.120 khẩu pháo. Tên lửa. Campuchia có 420 quả. Việt Nam có 810 quả. Về sức mạnh hải quân. Sức mạnh hạm đội. Campuchia có 27 hạm đội. Việt Nam có 65 hạm đội. Về tàu ngầm. Campuchia có 0 chiếc. Việt Nam có 6 chiếc. Về tàu chiến. Campuchia có 0 tàu. Việt Nam có 9 tàu. Tàu hộ tống. Campuchia có 0 tàu. Việt Nam có 14 tàu. Tàu tuần tra ven biển. Campuchia có 26 tàu. Việt Nam có 26 tàu. Tổng số quân đội hiện có. Tổng số quân đội hiện có của Campuchia là 8.124.952 người. Tổng số quân đội hiện có của Việt Nam là 51.335.063 người. Quân nhân dự bị. Quân nhân dự bị của Campuchia là 5.678.467 người. Quân nhân dự bị của Việt Nam có 42.094.752 người. Thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Campuchia có 312.811 người. Việt Nam có 1.683.790 người. Lính thường trực sẵn sàng chiến đấu. Campuchia có 125.000 người. Việt Nam có 482.500 người. Ngân sách quốc phòng. Ngân sách quốc phòng của Campuchia là 600 triệu đô la Mỹ. Ngân sách quốc phòng của Việt Nam là 6 tỷ 390 triệu đô la Mỹ. Dân số. Tổng dân số của Campuchia là 16.926.984 người. Tổng dân số của Việt Nam là 98.721.275 người. Trên đây là bảng so sánh tiềm lực quân sự giữa Việt Nam và Campuchia. Hy vọng các bạn sẽ có cái nhìn tổng thể về tiềm lực quốc phòng của giữa nước ta và Campuchia. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.